chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 đồng phạm. Trong phiên tòa sáng 20 tháng 3, các luật sư đã bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong vụ án này, bị cáo Lan có 5 luật sư bào chữa. Luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2 Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lời khai của các bị cáo mâu thuẫn nhau, từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận nhận hối lộ 5,2 triệu USD, chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, sinh năm 1984, trợ lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã qua đời, chuyển rồi rút đưa cho bị cáo Văn thì chỉ có lời khai duy nhất của Văn. Vì vậy, cần đánh giá thận trọng việc bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ. Ngoài ra, không thể xác nhận bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn, trong khi đó bị cáo Văn không bị truy tố tội đưa hối lộ. Liên quan đến số tiền đưa hối lộ, luật sư cho rằng số tiền 5,2 triệu USD là số tiền không nhỏ về khối lượng và số lượng tiền mặt. Số tiền này được chuyển từ SCB ở thành phố Hồ Chí Minh ra SCB Hà Nội, sau đó rút ra quy đổi USD đưa cho bà Nhàn. Quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền, rút tiền, quy đổi ra USD, đóng gói tiền vào thùng. Những người này làm theo chỉ đạo của ai, có phải bị cáo Lan chỉ đạo không, cần làm rõ để không lọt người, xót tội. Về hậu quả của vụ án, luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo Lan trong mối quan hệ với ngân hàng SCB, bao gồm 3 điểm chính. Vận động các cổ đông cũ của 3 ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng SCB, cho mượn tài sản 15.000 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp, kêu gọi cổ đông nước ngoài. Do đó, luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do Hội đồng Quản trị và lãnh đạo SCB chịu trách nhiệm. Luật sư trình bày, vào thời điểm hợp nhất, bà Lan chỉ tham gia vai trò cố vấn, ban hợp nhất và bà Lan đã thế chấp tài sản của mình để vay tiền. Sau đó, bà Lan vận động gia đình, người thân cố gắng cho mượn tài sản để đạt được con số 65% cổ phần để hợp nhất thành công. Luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bà Lan nỗ lực đưa những tài sản của mình để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, luật sư cũng mong muốn hội đồng xét xử ghi nhận công lao của bị cáo Lan trong việc phát triển ngân hàng SCB. Trước đó, trưa ngày 9 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM luận tội 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo còn lại đều ăn năn, hối cải. Bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội, tham mô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định, bị cáo Lan không ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB, cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội. Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Cũng theo Viện Kiểm sát Nhân dân, các bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, xét xử vắng mặt, phạm các tội, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản. Các bị cáo này đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại lớn cho Ngân hàng SCB nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Nhà nước bị đánh giá phạm các tội, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hành vi nhận 5,2 triệu USD tiền hối lộ để bưng bít sai phạm của Ngân hàng SCB phạm vào tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân đánh giá, hành vi này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Trong khi đó, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan và Trương Huệ Vân, cháu gái Lan bị xác định vi phạm các tội, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định, hai bị cáo này đã rất tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, làm rõ bản chất vụ án. Tại tòa, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội lần đầu. Đây cũng là các tình tiết giảm nhẹ được đề nghị áp dụng cho các bị cáo này. Riêng bị cáo Chu Lập Cơ, Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Nguyễn Cao Chí, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Capella bị xác định phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì đánh giá bị cáo ăn năn, hối cải, đã nộp khắc phục hơn 657 tỷ đồng và 3,3 triệu USD. Bị cáo Chí là một trong ba người được xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch COVID-19, đóng góp cho cộng đồng. Hai bị cáo còn lại là Dương Tấn Trước và Trương Mỹ Lan. Quá trình luận tội các bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cũng đề nghị hội đồng xét xử áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra, các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Xoay quanh việc xác định vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB Bùi Anh Dũng nói rằng, bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện, chứ hoàn toàn không được ý kiến. Theo đó, vào chiều ngày 13 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Các luật sư tiếp tục tham gia xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm. Phần lớn câu hỏi tiếp tục xoay quanh việc xác định vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB. Trả lời hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và luật sư trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đều phủ nhận vai trò dùng quyền lực cổ đông để chi phối, điều hành, chỉ đạo các lãnh đạo nhân viên SCB làm việc như cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong ngày xét xử thứ 7 này, bị cáo Lan trần tình về chuyện đưa ông Bùi Anh Dũng lên làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB từ tháng 12 năm 2020. Bị cáo Lan nói trước đó chỉ biết tên, không biết mặt ông Dũng. Bị cáo Lan phủ nhận cáo buộc, chính bà là người đồng ý cho ông Dũng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị thay cho Đinh Văn Thành, thời điểm này là chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, đưa vợ con đi Mỹ chữa bệnh vì bị cáo không có chức vụ gì trong ngân hàng, không điều hành ngân hàng. Luật sư dẫn lời khai của bị cáo ở cơ quan cảnh sát điều tra. Theo đó, bị cáo Lan nói ông Dũng chỉ làm công tác tổ chức, không làm tín dụng. Về nội dung này, bị cáo Lan nói không nhớ mình đã khai. Trong khi đó, liên quan nội dung này, bị cáo Dũng khai bị cáo Lan có vai trò gần như tuyệt đối ở SCB. Sau đó, luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, một số nội dung liên quan vai trò của bị cáo Lan ở SCB. Bị cáo Dung thừa nhận, nội dung cáo trạng kết luận bị cáo là người trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên liên hệ, bàn bạc với bị cáo Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các đối tượng tại SCB, hợp thức hóa hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Bị cáo Dung kể, sau những lần gặp bà Lan, bị cáo Dung sẽ tổ chức họp hội đồng kinh doanh đầu tư, sau đó mới tiến hành thực hiện hồ sơ thủ tục. Trước khi bị cáo đảm nhiệm chức vụ, đã xuất hiện nhiều khoản vay, được giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Đến khi bị cáo vào làm thì khắt khe hơn, nhưng vẫn tồn tại việc giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Theo đó, dù khách hàng chưa hoàn chỉnh thủ tục, thiếu hồ sơ chứng từ phê duyệt tín dụng, nhưng về mặt chủ trương vẫn được đồng ý cho vay. Bị cáo Dung thừa nhận, đối với tất cả các khoản vay của bị cáo Lan, Dung đều triệu tập họp, trừ các khoản vay nhỏ lẻ. Tại cuộc họp lúc đó, bị cáo sẽ nói rõ, đây là chỉ đạo của chị Lan. Sau đó, sẽ để từng người có mặt tham gia ý kiến. Ông Dũng với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị là người đầu tiên có ý kiến. Bị cáo Dung nhận sai khi cấp tín dụng cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Song, bị cáo nói không có bất kỳ lợi ích nào liên quan đến giải ngân sai nên bị cáo cho rằng mình không phải chiếm đoạt tài sản mà là giúp sức cho bị cáo Lan lấy tiền của SCB. Trước lời khai của bị cáo Dung, bị cáo Dũng thừa nhận có tham gia các cuộc họp này. Tại đây, bị cáo Dũng thường phát biểu rằng anh tin tưởng chị Lan. Sau đó, căn cứ vào các dấu hiệu được quy ước để ký khống hợp đồng vay của bà Lan, ông Dũng nói không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Lan mà chỉ nhận thông báo từ bà Dung. Bị cáo Dũng còn trần tình, khi Mỹ Dung triệu tập chỉ đạo các khoản vay không đúng quy định pháp luật thì bị cáo có nhiều lần tác động trong việc này. Bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện, chứ hoàn toàn không được ý kiến. Bị cáo nhận thức được vấn đề này, bị cáo chăn trở. Bà xã cũng đề nghị không nên làm vậy. Bị cáo nghĩ chờ Chủ tịch Đinh Văn Thành về sẽ bàn giao lại công việc vì không thể đơn phương nghỉ việc được, nhưng... Liên quan đến lời khai phủ nhận việc quyết định vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB thời điểm này của bị cáo Lan, bị cáo Dũng khai tiếp sau khi được ông Thành giới thiệu,
bị cáo Lan đồng ý thì SCB có tổ chức họp hội đồng quản trị. Tại cuộc họp này, gần như các thành viên đồng ý hết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.